Thùy Tiên, bản án vừa tuyên là sự thật. Hoa hậu Thùy Tiên, 25 tuổi, nói thế nhẹ lòng khi tòa không chấp nhận đơn bà Thùy Trang tố cáo cô nợ 2,4 tỷ đồng. Tại phiên tòa xét xử sáng ngày 31 tháng 5, Tòa án Nhân dân quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, kết luận việc bà Đặng Thùy Trang kiện Hoa hậu Thùy Tiên đòi 2,4 tỷ đồng tiền nợ và bồi thường danh dự là không có căn cứ, nên không chấp nhận đơn tố cáo. Theo quy định, phía bà Thùy Trang có quyền kháng cáo trong 15 ngày, nếu không bản án vừa tuyên sẽ có hiệu lực. Thùy Tiên cho biết đang công tác ở Hàn Quốc nên không dự phiên tòa, ủy quyền cho người đại diện và luật sư tiến hành tố tụng. Khi được báo kết quả, cô nói, theo dõi phiên tòa từ xa, tôi hồi hộp rồi vỡ òa, thở phào. Từ ngày bị tố cáo đến nay, tôi và luật sư của mình luôn kiên định trong lời khai. Tôi luôn tin bản án tòa vừa tuyên là sự thật. Theo đuổi sự việc hơn một năm qua, cô cho biết mệt mỏi, mất ngủ trước áp lực dư luận. Tuy nhiên, Thùy Tiên nói luôn lạc quan vì tin bản thân không quỵt nợ như bà Trang tố cáo, tự nhủ không được phép gục ngã. Thùy Tiên nói cô luôn theo sát, cung cấp các thông tin quanh sự việc cho công ty quản lý, luật sư để bảo vệ danh dự. Cô giữ tinh thần cho công việc, thường xuất hiện tại sự kiện, chương trình giải trí, làm giám khảo cuộc thi nhan sắc trong nước, tham gia hoạt động cộng đồng. Hồi tháng 11 năm 2022, cô từng bật khóc tại cuộc gặp gỡ báo chí, cho rằng bản thân bị lừa ký giấy ghi nợ. Tôi muốn dành lời cảm ơn tới người thân, công ty quản lý và các cộng sự vì đã luôn tin tưởng, động viên trước khó khăn, áp lực, cô nói. Sau sự việc, Thùy Tiên cho biết rút ra bài học như cần cảnh giác, suy nghĩ thấu đáo hơn. Cô mong những người trẻ, nhất là những ai đang nuôi ước mơ bước vào showbiz, hãy lấy sự việc của cô làm bài học. Ngày hôm nay tôi an toàn, nhưng các cô gái thì không thể biết được. Do đó hãy hết sức tỉnh táo trước những lời hứa hẹn, giúp đỡ có liên quan tiền bạc, Thùy Tiên nói. Theo hồ sơ vụ kiện, bà Trang cho rằng tháng 6 năm 2017 cho Thùy Tiên vay 1,5 tỷ đồng để đầu tư trang phục tham gia cuộc thi Hoa Khôi Nam Bộ 2017. Thời điểm này bà sợ không đủ khả năng thu hồi nợ nên lúc đưa tiền có nhờ bạn là ông Nguyễn Quang Trọng đứng ra ký biên bản xác nhận nợ ngày 22 tháng 7 năm 2017 với tư cách là bên cho vay, còn bà Trang là người làm chứng. Trên giấy xác nhận nợ, Thùy Tiên đã ký, điểm chỉ và ghi rõ đã nhận đủ tiền. Theo thỏa thuận, Thùy Tiên phải trả tiền trong thời hạn 1 năm kể từ ngày ký. Mỗi tháng bên vay thanh toán một phần. Tuy nhiên, đến thời hạn trả nợ, ngày 21 tháng 7 năm 2018, người đẹp không thanh toán số tiền trên. Đến cuối tháng 4 năm 2019, Tiên hẹn bà đến quán cà phê tại Văn Thánh, quận Bình Thạnh, để trả tiền. Tuy nhiên, tại buổi gặp này, Thùy Tiên đã tự ý giật giấy xác nhận nợ và xé, nhằm mục đích hủy chứng cứ vay. Do vậy, bà Trang khởi kiện, yêu cầu tòa án buộc Thùy Tiên trả 1,5 tỷ đồng. Ngoài ra, bà Trang cũng cho rằng Thùy Tiên đã phát ngôn trên nhiều báo với nội dung không đúng sự thật về mình, tố cáo lên công an cho rằng bà cùng đồng bọn ép người đẹp ký giấy nợ khống, làm ảnh hưởng đến danh dự, uy tín của mình. Do đó, bà Trang yêu cầu Thùy Tiên bồi thường thiệt hại 932 triệu đồng tiền mất thu nhập, 14,5 triệu đồng tiền tổn thất tinh thần. Tổng cộng, Trang đòi Thùy Tiên bồi thường 2,4 tỷ đồng. Đại diện pháp lý của Thùy Tiên nói cô biết bà Trang khi chưa đủ 18 tuổi. Ở thời điểm cuộc thi Hoa Khôi Nam Bộ diễn ra, bà Trang đã tiếp cận Thùy Tiên, nói sẽ hỗ trợ người đẹp. Thùy Tiên mang suy nghĩ đơn thuần khi nhận được lời mời hỗ trợ từ người có mối quan hệ trong showbiz, từ đó cô đặt bút ký biên bản đã nhận tiền, tuy nhiên thực tế không nhận được số tiền nào từ phía bà Trang. Tại phiên tòa, sau khi nghiên cứu hồ sơ vụ án, hội đồng xét xử quyết định bác toàn bộ yêu cầu của bà Trang, đình chỉ xét xử yêu cầu của Thùy Tiên về việc đòi bồi thường ngoài hợp đồng đối với bà Trang. Luật sư bảo vệ bà Trang cho biết đã kháng cáo ngay trong chiều nay, phản đối phán quyết của tòa. Thùy Tiên tố cáo bà Trang lừa và ép mình ký giấy nợ, nhưng cơ quan công an đã xác định là không có việc ép buộc. Như vậy, việc viết giấy nợ hoàn toàn là sự thật nhưng tòa lại bác yêu cầu là không đúng, luật sư nói. Nguyễn Thúc Thùy Tiên 25 tuổi, ở thành phố Hồ Chí Minh, năm 2019, Thùy Tiên bắt đầu theo học chương trình quản lý khách sạn và nhà hàng quốc tế Đại học Hoa Sen.
người đẹp đăng quang Hoa hậu Hòa bình Thế giới hôm ngày 4 tháng 12 năm 2021 tại Bangkok. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.